Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 39 người chết, 7 người bị thương. So với năm 2020, giảm 27 vụ, tức 40,9%, giảm 30 người chết, tức 43,5%, và giảm 9 người bị thương, tức 56,3%. Theo dự báo, những tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh. Nguyên nhân do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao khi người dân trở lại trạng thái bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, lực lượng chức năng có phương án phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép. Cương quyết xử lý trấn áp theo quy định của pháp luật đối với đối tượng manh động chống người thi hành công vụ, yêu cầu nhà thầu thi công bảo dưỡng thường xuyên để nhanh tiến độ dự án đầu tư sửa chữa, bảo trì, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn trên các tuyến, ưu tiên xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội xuân 2022, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.